Người ta nói á, học không ăn á thì đánh răng tụi trẻ, mà ăn không học á thì nó phẻ gì đâu. Giống như hôm nay nè, tôi có hẹn ở bên quận 6 đi ăn mì cay, mà tính ra là cũng lâu rồi không có đi ăn mì cay. Mọi người chỗ này á là chắc ai cũng biết rồi ha, mì cay Sashin. Nay tôi đi bên chi nhánh này là mới khai trương nên có chương trình là mua một tặng một nên nó đông lắm. Đây là mua một phần là tặng một cái, không mày gì nè. Thì có thể là mua 4 phần. Trong lúc đợi chờ tính kéo dài dán giùm ai có dè đâu, đồ ăn nó lên sớm quá. Thôi thì ăn trước đi hồi mình chơi sao. Người ta nói có thật thì mới giật được đạo. Ở Sashin mà ăn mì cay là nó xưa rồi, bây giờ phải ăn mì không cay với lại những cái món khác. Ví dụ như là cái món mì tương Hàn này nè, mì này nó có vị nước dùng ngọt thanh không có cay, ăn nó na ná khá giống như mì ramen. Tiếp đến đó thì cái món này là mì trộn phô mai, nhìn thôi là đủ hiểu cái độ béo của nó rồi ha. Cái phô mai nó béo ngậy, bà nào mà thích ăn béo là thôi chọn món này là đúng rơ luôn. Qua tới món này á là cơm trộn, còn đây là cái phần mà được tặng nè. Với mỗi phần mì hoặc là cơm mình sẽ được tặng một phần phô mai riêng, và thêm một cái là với hóa đơn trên 230.000 là sẽ được tặng một bộ bài. Rồi giờ mới là tiết mục chính nè. Bộ này có tên nó là thử thách liên hoàn, thể lệ và cách chơi thì khá giống như là bộ bài Uno bình thường á mọi người, nhưng mà bên đây nó sẽ khác một cái là những cái lá chức năng. Mấy cái lá chức năng bên đây sẽ đưa ra là những cái thử thách để mình thực hiện. Trời ơi, chơi xong cái bộ bài này là biết bạn bè mình có thương mình không là biết liền luôn. Đầu tiên là mỗi người sẽ được phát 5 thẻ. Người đầu tiên sẽ lượt một lá bài trong chồng bài trung tâm, và người tiếp theo nếu có bài cùng màu hoặc là cùng số thì sẽ đánh chồng lên cái lá bài đã mở lúc nãy. Nếu có xuất hiện lá chức năng thì phải làm theo yêu cầu của lá chức năng đó. Chơi cái này là phải tỉnh táo nha, phải thực hiện được cái thử thách liên hoàn. Bây giờ mày mời tao một ly trà đào. Đó, mấy cái khoảnh khắc này mới biết là ai bạn ai thù nè. Nói mày. Mày sẽ nói hai từ ra âm tiết. Mày bạn đó. Rồi, hôm nay. Hôm nay đẹp quá. Gì? Tự nhiên hôm nay đẹp quá cái gì? Hoặc là bóc ngay cái lá này, chọn một người chơi sẽ cùng chịu phạt với bạn. Rồi, vậy chọn em, ai sẽ chịu phạt chung? Cái gì chắc anh rồi? Sao vậy? Lúc đầu á tưởng chơi không vui nhưng mà chơi hồi là quên lối về luôn. I mean. Người hết bài trước á là sẽ là người chiến thắng.